Tảng đá này rất là linh thiêng nha. Xin đừng phá tôi, cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Nhân xin phép quý vị ha. Rồi thì bây giờ mời tất cả quý vị cùng theo nha, tiến lên trên núi ha. Còn xa lắm quý vị, còn khoảng 2 cây số nữa. Bạch Hậu Đại Tướng Quân, Nam mô A Di Đà Phật. Xin các vị thần linh năm non bảy núi, chư vị sơn thần thổ thần, ông Bạch Hổ Đại Tướng Quân ban phước ban lộc ban tài cho con, cầu được cái lộc, xin được cái tài để con giúp người giúp đời bớt đi cái khổ đau trong cuộc sống. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi thì nhân vào nhân trình quý vị, vụ này góp thuốc con là đốt cho ông. Xin ông Bạch Hổ Đại Tướng Quân cảm ứng chứng minh cho cái lòng thành của con. Hôm nay đường xã xa xôi của cái duyên đến được hang ông hổ, cảm ứng chứng minh xin ông linh thiêng. Sớm giờ hay thì trò chủ quan gì quý vị ha. Rồi thì tài lộc về tâm linh quý vị, quý vị thấy nhân làm rồi, làm hết cái tâm của mình. Mong muốn của nhân là mang lại cái tài cái lộc cho quý vị xem mỗi ngày. Thì anh chị em nào thích xem kênh thì xem, không thích thì mình lướt qua, đừng nói lời cay đắng làm chi. Anh chị nào chưa có đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để cập nhật theo dõi những cái clip của nhân ha, đăng lên trên những cái kênh của nhân, Nhân Trần TV và Tâm Linh TV. Thì cũng mong anh chị nào ha có tham khảo, thấy không, có lộc đâu. Huyện nông thôn mới Thoại Sơn kính chào quý khách. Trời ơi, tới công chuyện. Chào cả nhà, thì hiện tại thì mấy thầy trò đang có mặt tại huyện Thoại Sơn. Ở đây là cái kính chào quý vị thấy ha. Giờ thì còn khoảng 40 cây số nữa mới tới quý vị. Cũng mong đường xá xa xôi được cái vị thần linh ha, đền đáp cho ban phước ban lộc ban tài. Đó, rồi xin mời tất cả quý vị cùng theo cái hành trình thầy trò tôi. Tất tối nay ngủ chậm luôn đó quý vị. Về thật đẹp luôn quá. Rồi, thì bây giờ mình bắt đầu mình đi tiếp không quý vị? Tối nay không biết về kịp không quý vị ơi. Còn không kịp chắc mấy thằng trò ngủ trên núi luôn quá. Gãy. Trời ơi, gãy mẹ. Trời ơi, đấy công chuyện luôn. Cầu Thoại Ngọc Hầu. Trời ơi, đi qua cái cầu này quý vị. Ấy da, trời ơi, ghê vậy. Người trái hả? Cái cầu gì ghê vậy? Còn mấy cây nữa? Còn 15 cây nữa mới tới quý vị. Trời ơi, xa dữ lắm, xa nha. Đó, cũng mong cái công cực khổ bỏ ra được các vị thần linh năm non bảy núi đền đáp, ban cho cái lộc cái tài lớn, đầu đuôi ba càng xỉu chủ. Đó. Trời ơi, quý vị thấy cực khổ không? Rồi thì bây giờ nhân tắt máy ở đây ha, một lát gần tới nha, quay cho quý vị mình xem tiếp. Giờ đói bụng quá rồi. Giờ ghé đây mua bánh mì ăn quý vị ơi. Trời ơi, mua bánh mì mà ship hàng gì nè. Bánh mì chắc cũng ngon lắm. Rồi giờ cho đại của nhân mua bánh mì quý vị. Hai thầy trò gặm leo núi ăn. Đó.
chùa Camodion, nhà trưng bày văn hóa ốc eo sân tiên thạch đại đao. Rồi tiến thẳng. Nó có để kìa. Đi đi đi, thạch đại đao quẹo đây nè. Còn chùa, cái chùa Camodion bên kia. Rồi đi đi. Rồi thì hai thầy trò đang leo núi quý vị ha. Đó, đây là dưới chân núi, là đang chạy lên núi. Trời ơi, cái đường kìa quý vị ơi, vô đây lạnh lạnh rồi. Giờ này khuya rồi nha. Trời ơi, cái gì ghê vậy? À, cái đường này lên núi quý vị. Trời ơi. Gần tới chưa đợi? Chào cả nhà nha. Thì hai thầy trò lên tới Sơn Tiên Tự. Sơn Tiên Tự à, trên đỉnh núi quý vị thấy. Rồi bây giờ đi xuống kiếm quý vị ơi. Bạch Hậu Đại Tướng Quân, Nam Mô A Di Đà Phật. Chào tất cả quý vị đang xem màn ảnh nhỏ của kênh Văn Trần TV. Chúc tất cả quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui, mọi việc đều thành công tốt đẹp. Trước mặt quý vị đây là cái hang của ông Bạch Hậu Đại Tướng Quân. Thì cách đây khoảng một tháng quý vị, tôi có đến đây xin cho quý vị cái lọc cái tài. Thì hôm đó ông Bạch Hậu Đại Tướng Quân ban cho mình cái lọc cái tài, nói chung là Nam Trung Bắc gực gỡ luôn. Thấy không, cũng khá là lâu rồi, nay cũng một tháng rồi quý vị. Tôi đường xá xa xôi quay trở lại đây, đem cái lòng thành kính, thứ nhất để trả lễ, và thứ hai cầu lại cái lọc cái tài mới cho quý vị mình tham khảo ngày mai. Thì miền Nam của mình ngày mai có Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, miền Trung, đêm thì có miền Bắc. Ai ở đâu mình tham khảo ở đó. Thì số tâm linh quý vị, tôi làm bằng cái tâm. Không, mong muốn của tôi là mang lại cái tài cái lộc cho quý vị xem kênh mỗi ngày, ai cũng được vui vẻ. Ai thích xem mình xem, còn không thích mình lướt qua, hoàn toàn miễn phí. Thì hôm nay đến đây thì tôi có thỉnh nói chung là một cục thịt heo quý vị. Ha, còn sống luôn. Thì ông hổ nghe nói là thích ăn đồ sống quý vị, và trái cây bánh đồ để cúng cho ông hổ, cầu lại cái lộc cái tài mới cho quý vị tham khảo ngày mai, tức là ngày 28 tháng 4 năm 2023. Rồi thì anh chị em nào mới vào xem, ai chưa có like mọi người tôi xin một like, ai chưa có đăng ký kênh thì đăng ký kênh ha. Rồi thì bây giờ thì mình tiến thẳng vào bên trong ha quý vị. Thì đây là của hai ông anh mới cúng xong quý vị ha. Thì hai ông anh cũng làm cơm nữa. Rồi thì bây giờ nhân xin phép nhân vào nhân trình ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính lạy Phật Tổ, Phật Thầy, chư vị thần linh đông non bảy núi, cùng các vị thổ thần sơn thần cai quản tại đất này, ông Bạch Hổ Đại Tướng Quân. Hôm nay con đường xa xôi quay trở lại đây, đem cái lòng thành kính để cầu tài cầu lộc, cứu nhân độ thế, giúp người giúp đời. Cầu xin ông Bạch Hổ Đại Tướng Quân tối đêm nay ban cho con cái lộc cái tài, ban cho con số đúng ngày đúng tháng đúng năm, có lộc có tài con quay trở lại đây con trả lễ. Nam Mô A Di Đà Phật. Do nhân vào nhân trình quý vị. Thì đường xa xôi thì nói chung là nhân cũng mong ha, được các vị thần linh ở đây cảm ứng chứng minh cho cái lòng thành, ban phước ban lộc ban tài cho, để nhân sinh được cái lộc cái tài. Anh chị nào tin tưởng cái tâm linh của tôi làm thì cứ việc tập trung lấy lộc lấy tài mỗi ngày, tham khảo tìm mua những tờ vé số cầu may. Thì số tâm linh nhân nói rất nhiều lần quý vị, nhân không có xúi dục ai với cái mọi hình thức gì. Anh chị có lộc có tài đâu thì tôi mừng cho đó. Thì cái động lực của tôi đó chính là được tất cả quý vị thương mến tôi. Ai thích xem video của tôi thì xem, còn không thích mình lướt qua, đừng nói lời cay đắng làm chi quý vị, phải không? Thì những cái nơi linh thiêng anh chị thích thì mình xem đó. Thì kênh YouTube thì quý vị cũng biết rồi, hàng trăm hàng ngàn kênh rất là nhiều, phải không? Thì nhân không có bắt buộc ai xem quý vị, anh chị mình xem thì mình nói những cái lời vui vẻ cho nhau. Một ngày làm việc đã mệt mỏi rồi, phải không? Thì tôi cũng mong cái kênh của tôi sẽ gửi đến cho anh chị sau cái giờ làm việc, mình mở ra mình xem giải trí cho vui cũng được, phải không? Rồi thì bây giờ tôi xin phép thỉnh đồ lên ha, để làm cái lễ cúng cho ông Bạch Hổ Đại Tướng Quân, rồi sẽ xin lọc cho quý vị. Thì ở đây tôi xin thì tôi sẽ không có đem bằng cơ ra, thì tôi sẽ xin giống như lúc trước xin quý vị. Chứng mà quý vị đây là quà trứng, thì một lát tôi sẽ đọc từ con 00 cho đến con 99.
thì ông Bạch Hổ đại tướng quân linh thiêng cho về cái con số nào bị chứng đứng lên thì mình lấy cái lọc cái tài đó nha. Đó rồi, rồi thì bây giờ nhân xin phép tỉnh đồ lên quý vị ha. À, đây là thật quý vị thấy ha, còn tươi luôn đó, cũng trong hổ quý vị. Rồi thì ông mong hôm nay cái đường xá xa xôi không, thì nhân cũng mong được các vị thần linh ở đây cũng như ông Bạch Hổ đại tướng quân ha, chung linh của bác ông bà chiến sĩ trần dòng ra đây cảm ứng chứng minh cho cái lòng thành của nhân tối liên năng, xin được cái lộc cái tài lớn cho tất cả quý vị mình tham khảo nha. Rồi anh chị nào mới vào xem kênh này chưa có like, mọi người cho nhân xin một like nha. Ai chưa có chia sẻ thì chia sẻ cái kênh của nhân lên Facebook, Zalo, Yahoo gì đó quý vị cho bạn bè cùng xem. Sau những giờ làm việc mệt mỏi, quý vị đem ra xem giải trí cho vui, rồi mình tìm mua những cái tờ vé số mình cầu may nha. Đó, tiền Bạch Hổ đại tướng quân ở đây rất là linh thiêng nha quý vị. Thì số quý vị ơi, ngày về ngày khác không, thì nói chung là tôi làm nghề thì quý vị biết rồi, tôi làm hết cái tâm của mình không. Anh chị em cô bác tham khảo có lọc có tài đâu thì tôi mừng cho, tôi không có lừa đảo của ai, cũng không xin gì của ai. Anh chị em nào có lọc có tài nhớ đến công cực khổ của tôi, phát tâm phát nguyện không, trả lễ nhang đèn thì tùy tâm đó. Giờ thì tất cả quý vị nhấn chút thời gian ra, tôi xin phép làm cái lễ để cúng cho ông, cầu cho quý vị cái lọc cái tài mới ngày mai. Tham khảo miền Nam có Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, miền Trung đêm có miền Bắc. Rồi xin chị nào cũng có lọc có tài không, chúc mừng quý vị, đây là tượng con Bạch Hổ đại tướng quân. Giờ thì nhân xin phép vô làm lễ, tất cả quý vị cùng nhau bỏ chút thời gian ra, cùng nhau khẳng với nhân ha. Đó, thắp một ngọn đèn đốt nén hương, mượn gió cửa thiền chút thê lương, hồng trần tương phùng do duyên số, nợ nần không có chẳng đau thương. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính lạy Phật tổ Phật thầy, con kính lạy chư vị thần linh năm non bảy núi cùng các vị thổ thần sơn thần cai quản tại đất này. Con kính lạy ông Bạch Hổ đại tướng quân cùng các vong linh cô bác ông bà chiến sĩ trần vong nơi đây, già trẻ lớn bé trai gái chức quan chức ức chức tức trật tự, con không biết tuổi biết tên. Hôm nay thiện nam tín dụng con đường xã xa xôi có duyên đến được hàng con Bạch Hổ đại tướng quân, cầu xin ông linh thiêng cảm ứng chứng minh cho cái lòng thành của con về đây thụ hưởng hương quả. Hôm nay con có đến đây, con có thỉnh trái cây tươi thịt dâng lên cúng cho ông, cầu xin ông về đây cảm ứng chứng minh ban phước ban lộc ban tài hoàn cho con sinh con số. Vào ngày 28 tháng 4 dương lịch năm Quý Mão, trên đài công ty sổ số kiến thiết Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, miền Trung đêm thì có miền Bắc, năm nén hương đã thắp, đèn đã sáng, dụ đã gót, kính thỉnh chư vị thần linh cao quản tại đất này cùng ông Bạch Hổ đại tướng quân cảm ứng chứng minh cho lòng thành của con. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, nhân bái vừa làm xong cái lễ quý vị, mình đợi cho các ngài về thụ hưởng hương quả ha, những cái lễ vật nhân dân lên. Rồi nhân sẽ cầu lộc quý vị. Rồi, chị nào mới vào xem kênh này chưa có like, mọi người chị nhân xin một like nha. Ai chưa có đăng ký kênh thì đăng ký kênh. Nóng lắm quý vị, trong hang rất là nực nha. Mấy nhân ướt nhẹp hết rồi.
Rồi, tại lộc hôm nay thì trên kênh Nhân Trần TV cũng như kênh Tâm Linh TV thì Nhân cũng xin chia một nửa cái nỗi buồn với chị em của bác mình ha. Hôm nay mình tác thủ quý vị thì Nhân cũng gắng lặn lội đường xa xa xôi để cầu lại cái lộc cái tài mới cho anh chị em của bác mình ha. Thì anh chị em nào tham khảo được mình tham khảo, còn không tham khảo quý vị xem giải trí cho vui cũng được, không có mát cái gì hết ha. Đó, thì ở đây là những cái đồ này thì cũng có mà mới có mấy anh chị vào để cúng cái gì. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính lạy ông Bạch Hổ Đại Tướng Quân, con đường xa xa xôi đem cái lòng thành kính đến đây để cầu tài cầu lộc cầu số. Cầu xin ông Bạch Hổ Đại Tướng Quân tối đêm nay linh thiêng linh ứng cảm ứng chứng minh cho lòng thành, ban cho con cái lộc cái tài, ban cho con số đúng ngày đúng tháng đúng năm, để con lấy cái lòng cái tài này con giúp người giúp đời bớt đi cái khó khăn trong cuộc sống. Xin ông linh thiêng cảm ứng chứng minh cho con. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi thì bên đây thì cùng năm mẹ ngũ hành quý vị ha. Đó quý vị thấy. Còn bên kia thì chắc là theo Nhân được biết chắc là cổ quyền thất tổ trong họ thôi quý vị. Bốn chữ trên đó mà không biết đúng không ha. Đó, còn bên đây thì ở trong đây thì có tượng tấm liễn của ông thằng Độ Mạng quý vị, ông Hoàng Thánh Đế Quân. Đó, còn bên đây thì Nhân nghĩ chắc chiến sĩ quá. Đó. Rồi thì bây giờ Nhân xin thắp hương thì thắp hết luôn quý vị, Nhân xin thắp hết luôn ha. Rồi sẽ vào xin lộc của ông Bạch Hổ Đại Tướng Quân cho quý vị mình tham khảo nha. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi thì quý vị Nhân cũng đã làm lễ cúng hết chân ở đây rồi, thấy không? Nhân cũng mong ha tối đêm nay lòng thành kính của Nhân được các vị thần linh ở đây như ông Bạch Hổ Đại Tướng Quân chứng cho, xin được cái lộc cái tài cho quý vị tham khảo. Thì nay đến thì quý vị thấy ha, đầu này những cái lễ vật này Nhân thỉnh lên cúng quý vị thấy chưa, theo rất là tươi luôn, còn tươi luôn quý vị thấy. Bên đây còn đồ dưới đây thì của anh chị em kênh khác đây cúng quý vị ha. Rồi thì bây giờ ha, Nhân vào Nhân trình lên một cái nữa thì Nhân sẽ lấy hộp gà quý vị thấy trên tay nha. Một lát Nhân sẽ đọc từ con số 00 đến con 99 Nhân sẽ dựng lên trên cái gạch này quý vị, thì không cho về con số nào đứng dẹp đứng lên cái chứng lên thì mình lấy cái lọc cái tài đó nha. Rồi tất cả quý vị cùng nhau khẳng với Nhân ha. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính lạy chư vị sơn thần thủ thần cái quản tại đất này, con kính lạy ông Bạch Hổ Đại Tướng Quân. Hôm nay con đường xã xa xôi có duyên đến được hang của ông, cầu xin ông linh thiêng ban phước hoặc là ban tài ban cho con số. Con xin chạy cái hộp gà từ con 00 đến con 99. Ông cho con xin dựng đứng cái hộp gà lên ở ngay con số nào thì con sẽ lấy cái lọc cái tài đó. Cầu xin ông gia hộ độ trì cho cái lòng thành của con đến đây để cầu tài cầu lộc giúp người giúp đời không có quậy phá gì. Xin ông linh thiêng về đây thụ hưởng hương quả những lễ vật con dâng lên. Nam mô A Di Đà Phật. Tất cả quý vị tập trung, giờ thì Nhân xin phép vô Nhân chạy hộp gà nha. Nam mô A Di Đà Phật. Cho con xin phép ông con chạy con số 00 đến con 99. 00 01 02 03 04 05 06 cái gì? Dạ, con chạy tiếp 07 08 rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi thì quý vị nhìn thấy ha. Nhưng để con 08 xuống ngay con số 08 quý vị thì ông cho con 08 đứng cái chứng lên. Rồi thì Nhân chỉ xin một cái lọc một duy nhất để cho anh chị em mình dễ tham khảo, thì Nhân xin được con 08. Số thì của ông có dương 0880. Còn anh chị nào muốn tham khảo cái lọc lớn ba càng ha, thì ghép cái thứ của Nhân vào, Nhân thứ ba, quý vị lấy con 308 cùng 380
ngày mai quý vị tham khảo Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, miền Trung, đêm thì có miền Bắc. Thì lúc trước cách đây một tháng quý vị nhân cũng lên nhân sinh như thế này, thì các ngày các vị ở đây, ông Bạch Hổ Đại Tướng Quân cũng lên thiên nghe được cái khẩu của nhân, sắp về nghe cái thứ của nhân. Quý vị còn nhớ nhân sinh được con bữa đó, nhân sinh được con 13, quý vị nhân còn nhớ. Thì ông sắp về con 13, Nam Trung Bắc gì gực gỡ con 13 luôn. Chứ anh chị nào có được cái lọc cái tài tại ông Bạch Hổ Đại Tướng Quân thì sẽ nhớ ngày hôm đó. Thì ngày hôm nay nhân trở lại đem cái lòng thành kính cầu xin được cái lọc là con 08 và con 80. Anh chị nào cũng tham khảo lọc lớn thì lấy cái lọc cái tài con mang cho cầu may thêm ha, con 308 và con 380 ngày mai. Rồi cũng mong cái lòng thành kính của nhân được các vị thần linh ở đây cũng như ông Bạch Hổ Đại Tướng Quân cảm ứng chứng minh cho cái lòng thành của nhân quý vị. Xin được cái lọc cầu được cái tài này để anh chị em nào tối đêm nay xem được cái clip này của nhân, ngày mai ai cũng có lọc có tài. Còn bây giờ thì nhân cũng xin chúc cho toàn thể anh chị em của bác mình ngày mai trên kênh Nhân Trần TV cũng như kênh Tâm Linh TV, thì một lát nhân sẽ qua cái miếu ông Tà quý vị phát trực tiếp vào lúc 9:30 chảy nhất là 10 giờ trên kênh Tâm Linh TV. Anh chị hãy đón theo dõi. Tối đêm nay nhân sẽ tác nghiệp ở Ba Thê quý vị. Hiện tại nhân đang ở trong Ba Thê ở núi Ba Thê đó, thì có hang ông Hổ rồi miếu Sơn Thần Núi còn những cái cung gấp ở Linh, thì quý vị lọc ở vùng bảy núi mà thì gấp ở Linh Thiên, thấy không? Anh chị nào tin tưởng thì mình tham khảo xem vị trí cũng được, tìm mua những tờ vé số cầu may. Thì nhân cũng mong cái lọc cái tài này sẽ giúp tất cả quý vị ngày mai trên những cái kênh của nhân, Nhân Trần TV, Tâm Linh TV có được cái đồng ngân để trang trải cuộc sống gia đình. Quý vị thấy nhân làm mà mình mẩy nhân ướt nhẹp cho quý vị thấy ở trong hang gấp là nực quý vị, nực dữ lắm ha. Nhưng mà thấy quý vị thấy cũng tội không, nhưng mà thôi cũng kệ. Cũng mong cái lọc cái tài này sẽ giúp tất cả quý vị ngày mai ai cũng có lọc có tài. Còn bây giờ trước khi rời màn hình, anh chị nào chưa like mỗi người chị nhân xin một like, ai chưa có đăng ký kênh thì đăng ký kênh, ai muốn lấy những cái lọc cái tài những con số kính trên Zalo của nhân tặng cho miễn phí. Bên góc tay trái của quý vị có cái số Zalo 0927654909, Zalo Nhân Trần. Thì hôm nay Zalo mình ăn được cái miền Bắc ha, con 32. Thì cũng xin chúc mừng anh chị nào có tham khảo. Giờ thì nhân cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.